Như các bạn thấy ạ, mẫu của mình thì da rất là nhiều mụn và vùng da khô rất là nhiều. Thì ngày hôm nay mình sẽ test cái phấn tươi Bijou cho các bạn cùng xem. Cái vùng da mụn của bạn người mẫu và vùng da khô trên trán đây thì mình đã sử dụng cái sản phẩm phấn tươi Nano Bijou, thì cái phần da khô da mụn đã biến mất hoàn toàn, láng mịn đẹp. Còn cái phần bên này thì mình chưa test sản phẩm Bijou thì các bạn cũng đã phân biệt được sự khác biệt rõ ràng. Và bây giờ thì mình sẽ test lại cái phần mặt còn lại của bạn mẫu nhé.